ông tìm thấy hắn rồi chứ? Rồi, hắn được mệnh danh là chúa tể làng Bằm, kẻ hủy diệt xương khớp, sói giả phố Duy Tần, và còn được biết đến là vua bịp bợm. Vậy tên hắn là gì? Thưa Mr. Dậu, hắn là Xuân Tóc Đỏ. Em chơi biết bê dinh vào những dịp liên hoan, em chơi biết bê dinh vào những hôm xa nhà, lên ba em chén buôn riêu cùng với mâm tôm rồi uống whisky. Em không thấy lo âu vì đã qua ngày biết bê dinh. Bravo, Mademoiselle! Với bản thu này, chúng ta sẽ thống lĩnh thị trường nhạc thuốc và sẽ chiếu nó tràn lan trên YouTube. Dr. Xuân quả là một bậc đại tài. Mà dạo này thay đổi thời tiết, em có thấy mệt không? Em có. Thế thì em sắp có thai rồi đấy. Em đã có người yêu đâu mà có gì được ạ. Bắt quả tang nhá. Chào Tuyết. Con kia giỏi lắm. Sao? Bọn tao chỉ đang nghiên cứu nguyên lý hai bình thông nhau thôi. Ham học đấy. Thế mày có biết chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Pháp là gì không? Là gì? Một câu trả lời chính xác. Dr. Xuân bận bịu quá nhỉ? Phải, dạo gần đây phòng khám của tôi chật ních các tay đua, các dân chơi chất kích thích, tất cả đều đến để khám não. Vậy là hiệp định Hồ Gươm về đua xe vẫn chưa có hiệu lực. Ai suy dân tổ lên hồ, ai suy đập đá chơi đồ liếm tem. Nghe họ tâm sự thì đa phần họ đều là những người có bạn bè nhạt nhẽo, thiếu ý tưởng chơi bời và không chịu khao họ đi ăn, nên họ mới cô đơn, chán nản, rồi lao vào sa ngã. Nếu cô đơn là lý do của sa ngã, thì tình yêu chính là một loại tệ nạn. Tuyết đang cô đơn lắm à? Đến từng tế bào. Đi với tôi. Đây là phòng khám chữa bệnh cô đơn, chuyên dành cho các cô gái có tính tò mò. Chữa thế nào? Chữa bằng nguyên lý hai bình thông nhau ấy. Không. 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 Thật đê tiện. Một sự tây hóa cầu thả. Hắn đã bôi nhọ hình ảnh của những vị bác sĩ chân chính. Mỗi lần nhắc đến hắn, tôi đều phải xúc miệng bằng oxy giả. Nhưng sự đê tiện của hắn còn chưa dừng lại. Chủ quán ơi, nghe đâu lão Minh tỷ phú làm đi vừa ly dị vợ đấy. Hôm nào họp họ cũng phải rửa bát thì chịu thế chó là được. Lão cũng khổ. Tôi là FBI. Ai mua chuối đi? Dạ ngài mua chuối ạ. Chuối có ngon không? Chuối ngon ạ. Con bán còn đúng một nải ạ. Ăn thử nha. Vâng. Chuối ngon đấy. Nhưng mà nải này thiếu mất một quả. Không thắp hương được. Không mua đâu. Đại ca, ngoài kia đang có người muốn tìm gặp đại ca. Chào cô Cố Tổ. Chào cô Tuyết. Đốc tờ Xuân, ngài phải đền bù cho sự trong trắng của cháu gái tôi. Trên thang màu ISO thì cũng không trắng lắm. Sau khi gặp cô ấy, tôi đã bắt đầu phải tắm bằng nước sôi đấy. Các cụ đã dạy, tình yêu là một cái bẫy, ai cũng cam tâm lọt vào. Đã yêu nhau thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào. À, giữa thời kỳ dịch bệnh mà cô lại dám khuyên tôi như vậy, gan cụ cũng to đấy. Ngày đây là lá ngọc cành vàng.
Còn cô Tuyết chỉ là thứ bèo bọt, làm sao mà xứng với ngài? Tao có là bèo, cũng là bèo sông Nghìn. Còn cái loại sản phẩm đường ruột như mày, lăn ra chỗ khác. Thế ngài Xuân, ngài định chịu trách nhiệm như nào? Thôi được. Dạ, xin biếu cụ một cây quý. Nó có giá trị ngang ngửa với sự trong trắng của cô Tuyết. Cây gì đấy? Là cây lan đột quỵ. Sao lại gọi nó là lan đột quỵ? Thì cụ cứ chơi đi rồi cụ biết. Sự lươn lẹo của Xuân đã bắt cụ Cố Hồng phải thực hiện di chúc và khiến đám con cháu như Tuyết phải nhận một khoản tiền lớn. Hắn tiếp tục ăn chơi, đàn đúm, rồi bôi dọa chất chấu vào mặt của những người hát karaoke nghiêm chỉnh trên toàn thế giới. Hắn cứ hát chui, hát nổi khắp nơi, rồi cuối cùng cũng bị bắt sống. Quả là một chiến công tuyệt vời. Lịch sử đã ghi nhận, từ xưa đến nay, đã có hàng trăm nghìn kẻ ngoại quốc muốn nhập cảnh trái phép, nhưng đều bị chúng ta tóm gọn. Huống chi là một tên nửa Tây, nửa ta như Xuân Tóc Đỏ. Vậy ông đã làm thế nào để theo đuôi được hắn? Đó là một câu chuyện dài. Đây là dép giả, lỗ được đục bằng compa, thiếu hai lỗ so với quy định. Đây là nhựa tái chế, không phải nhựa Ý. Và tinh vi, khó nhận biết nhất là chữ Y này. Nó phải là chữ Y ngắn. Rất tốt. Anh đã giúp chúng tôi bắt được rất nhiều kẻ làm giả. Đã đến lúc chúng ta đến gặp bố đẻ của anh. Bố tôi? Phải. Hắn là một con nghiện đang bị giam giữ ở nhà ngục Azkaban. Chí Phèo.